thì nó sẽ có mi 7, mi 7 là áp âm của nó, cũng như là trong đây ha, cái chỗ này thoáng trong gió chiều, mùi tóc sẽ ấm lòng, làm tan to trong gió băng. Đây nó là hết kết cái phần 1 thì nó sẽ qua cái mi 7 thì nó trở về la các bạn. Xin cảm ơn. Đến với chương trình hòa âm của ghi hòa âm của 2015, chúng ta sẽ ghi hòa âm của từng cái một số bài nó dễ lên khó các bạn, để chúng ta cái mỗi lần tới học xen kẽ với lại cái bài nhạc thì cho nó dễ, chứ ta ghi như vậy nó rất là khô khan các bạn, nó rất là khó. Ta thấy bài lên đàn này, chúng ta xét cái này là bài này không có thăng dáng, chấm dứt bằng nốt đô các bạn, thì nó thuộc âm thể đô trưởng, thể đô trưởng này ha, đô trưởng, đô trưởng chúng ta thấy ta viết ra ha, ta viết ra 1 4 5, ta viết đến cái bằng tay các bạn, 1 4 là 1 2 3 4, ta đứa từ âm đô rê mi pha, vậy là pha trưởng các bạn. Và cái phần thứ năm là son trưởng, tức là son 7. Vì bài nhạc này đó là có đô trưởng, pha trưởng và son, son 7. Trong khi đó ta cũng có là ghi là la thứ thê thứ là hợp thứ song song các bạn. Nhưng trong bài này á, chúng ta thấy ta không nên dùng thứ song song, tại vì ta dùng trưởng thôi ha. Như vậy nó chỉ có 3 hợp âm thôi. Thì chúng ta thấy nè, chúng ta học cho ta thấy ha, hợp âm đô nó đầu là đô, các bạn thấy đô là các bạn sẽ đếm lên bậc âm 2 ha, đô rê mi nè, đô rê mi đó là cái hợp âm kế tiếp của nó, thứ thường âm nó là mi và thứ tiện nó là son. Các bạn thấy là hợp âm đô trưởng, hợp âm đô trưởng nó sẽ có 3 nốt là đô mi son, và âm pha trưởng nó sẽ có nốt nào, nó pha ha, nó pha là tới gì nữa các bạn, nó la nốt đô, và âm âm son 7 nó có son si re pha. Cái này chúng ta từ từ chúng ta học, chúng ta sẽ nhớ trên cây đờn ha, chúng ta ráng để ý cái đó ha, ráng để ý cái này để chúng ta, trong khi chúng ta hòa âm á, chúng ta có thể sử dụng cây đờn chút các bạn, để nhiều khi chúng ta đánh cho nó chính xác ha, nó nói vậy đó, chứ không phải nhiều khi các bạn thấy dụ như trên cái đờn chúng ta thấy nè, nó đồ ha, đây nè, ví dụ học âm đô trưởng là nó còn có đồ ha, đồ phải chưa, nó đồ ha, nó đồ ha, nó đồ, bây giờ âm pha và la đô ha, rồi âm son 7 vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ coi cách phân tích bài nhạc ha. 2015 tôi khuyên các bạn, trong khi chúng ta học ghi hòa hợp âm á, thì chúng ta có thể cái đờn kế bên các bạn, để chúng ta thầy ta đánh được ha. Thì chúng ta thấy bây giờ cái bài này ha, lúc đầu á là coi như ở đầu vô á, ta thấy là cái nốt này đó, ta sẽ ghi là âm đô trưởng các bạn ha, đô trưởng ta sẽ ghi mạnh nữa ha, đô chữ C nó là đô trưởng ha, ta đánh nè, thấy không, son đô đô đô, son la la la, son mì, các bạn thấy chỗ này nè các bạn, thấy không, hợp âm nó này là nốt la, nhưng mà trong đây á, chúng ta thấy nó chỉ có 3 hợp âm thôi, thì nốt la nè ha, trong đây trong cái hợp âm pha này nó có la, nó có 3 nốt la ha, mà trong đây thì không có la thứ, thành ra cái pha này chiếm độc quyền các bạn, thành ra cái này chúng ta có thể mạnh dạn ta ghi cái nốt pha này được là không có sợ sai nữa ha, thấy không, ta ghi là pha trưởng. Có một số sách nhạc á, nó ghi la thứ các bạn, ta nên không nên, tại vì cái bài này nó thuộc dạng hành khúc, mà ta đánh cái nốt la vô thì nghe nó không có chói liền ha, la 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 son mì. Chúng ta thấy ở đây nốt mì là chúng ta phân tách nè, phân tách theo nguyên tắc của nó, nguyên tắc thứ nhất là 4 nguyên lý này các bạn nhớ đó ha, nguyên lý của nó là ta luôn luôn phải nhớ những cái nguyên lý, ta khi ta làm hòa âm á, ta phải nhớ nhiều đó các bạn, nhớ được là cái dù hợp âm son nó gồm có đô, nó gồm cái hợp âm đô sử dụng nó có bao nhiêu nốt vân vân, và chúng ta phải nhớ cái nguyên lý đó, nguyên lý tức là đa số thắng thiểu số, đa số thắng thiểu, bác phải nhớ cái nguyên lý đó nha, nguyên lý đa số thắng thiểu số là ta mới ghi được ha. Thì trong nguyên lý đa số thắng thiểu số nó có cái gì, thì chúng ta thấy trong đây nó có nốt mi ha, đồ mi, nhưng mà trong đây ví dụ ta thắc mắc, ủa có nốt rê đàn làm gì, thì người ta sử dụng đó là nốt dẫn các bạn ha, lon ta son mi đồ ha, thì nốt này là nó có 3 nốt rồi ha, thì chúng ta nốt mi trong hợp âm đô trưởng thì nốt mi, thì chúng ta mạnh dạn ta ghi là mi, người ta ghi là đồ là các bạn ha, bây giờ ta ghi là hợp âm đô, thì người ta hỏi nốt rê này nó nằm ở trong cái nhịp này đó các bạn, mi ha, mi nó nằm trong cái phần yếu của phách yếu, cái nó không quan trọng, bây giờ mi đồ rê mi 2 3 đó, thì nãy vẫn là nốt mi, bây giờ chúng ta thấy chỗ này là các bạn son rê rê rê
Trong đây đó là son 7 các bạn. Nếu mà các bạn hay nữa đó thì chúng ta có thể dùng là son trưởng đi. Son trưởng thì nó là cái nhẹ hơn, trong mặc dầu là trong đây nó không có ghi, nhưng ta nhớ là son rê ta dùng là cái hợp âm son trưởng. Nó cũng là áp âm của đô nhưng mà nó là cái hợp âm mà nó không có 7 thì nó nhẹ hơn. Son rê rê rê. À, các bạn lưu ý cái bài nhạc nó có những cái nốt chấm này đó, tức là nó nhấn mạnh ha. Son mi ta đó là bây giờ son rê rê rê, son mi mi mi, rồi son la. À, chúng ta thấy ở đây chúng ta thấy nè ha, nó đầu tăng bây giờ la đố la vân vân, ta tìm trong đây, ta tìm la đố ha, không có pha nhưng mà nó là la đố ha. Thì chúng ta thấy nó âm hưởng của la đố, và cái ông âm pha này nó chiếm là chúng ta với quốc hội đa số thì pha nó chiếm mạnh thế, ta ghi là nó pha các bạn ha, đây ta ghi pha mạnh vô ha. Yeah. La đô la son. À, chúng ta trở lại đây thì nó là đất đô các bạn. À, nó ha. Rồi như vậy là ta đã hết phần nửa bài rồi ha. Ta tiếp tục nè. Son đô vẫn là đô các bạn, ta không ghi nữa ha. Son la, à ta ghi này nó giống với nãy rồi, ta ghi là pha ha. Rồi. Son mi đô mi son, ta vẫn là đô ha. Có người thì đó người ta có dùng ghi ra đây là son, có người là son, thì dù son trưởng cũng được hay là không ghi cũng được, có người ta ghi là son ha. Mày son ta ghi là đô các bạn, son mày ha, mày son đô, đây vẫn là son, vẫn là đô hết, trong đây ta thấy không có gì đổi ha, đúng chưa? Son mày không gì đổi, đây cũng vậy ha, nó là đô son, đô mi son ha. Son đô đấy. À, cái này ta nói hồi nãy, tức là trước khi chấm dứt bài nhạc, trước khi chấm dứt bài nhạc, tức là chấm dứt này. Nếu tới đây á, thì chấm dứt phần đoạn 1 ta trở lên đây vẫn là chấm dứt phần đoạn, thì ta nhớ ở đây dù là gì cái nữa, nó là nó gì không cần biết, nhưng mà nó là áp âm, ta ghi là son 7 các bạn, ta không cần biết, ta áp dụng cái luật ha, luật ha. Rồi tới đây ta ghi hợp âm đô. Ở như vậy là cái bài nhạc này chúng ta đã hoàn chỉnh cái phần ghi rồi các bạn. Các bạn lưu ý là cái bài nhạc này nó không có trưởng thứ song song, là đó ta ghi như vậy, nó cái nhịp nó kết nó nghiêm, mà cái âm nó nghe nó nghiêm chỉnh hơn. Là tôi thấy có một số sách nhạc á, nó ghi là la thứ vân vân, tôi thấy nó cái đó nó hợp âm nó sẽ chối lắm, và mà cái bài này là cái bài hành khúc, nó đòi hỏi sự nghiêm trang mà mạnh mẽ, rồi ta hòa âm cho chính xác ha. Đó thì trong cái vấn đề học hòa âm á, nó rất là khô khan các bạn, thành ra tôi sẽ xen kẽ vô trong cái phần học điểm gan để chúng ta mỗi lần ta học một chút nâng cao lên thì ta sẽ đỡ ngán. Chứ giờ có nhiều người yêu cầu tôi làm một cái dĩa đó thì rất người ta sẽ học rất là nản, thấy không? À, xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn. Ta sẽ nghe thần thể điện trên cái đờ mà chúng ta đã tranh bố vô. Nào anh em ta cùng nhau là pha các bạn lên đàn từ xa son các bạn. Ta nguyện, à, ta để đây là son ha. Ta nguyện đồng lòng điểm hồ non sông, từ đây ra sức anh ta. À, các bạn thấy là cái đó, chúng ta khi mà chúng ta làm ghi bọc âm, chúng ta có cái bản nhạc chúng ta ghi ra, và chúng ta có cái đờn để chúng ta đối chiếu các bạn. Thì cái việc mà áp dụng cảm âm đó, nó sẽ dễ hơn ha. Ta cũng có sử dụng cảm âm được các bạn ha, nó dễ hơn ha. Rồi. Mà cái này thì chúng ta sử dụng lý thuyết hợp âm nhiều hơn ha. Xin cảm ơn các bạn. Và chúng ta đi đến phần hòa âm của cái bài Hãy Yêu Nhau Đi các bạn. À, bài này á thì nó là không có thăng giáng mà điều van, tức là mỗi khuôn nhạc chỉ có một âm các bạn ha. Thứ nhì nữa là bài này chấm dứt bằng nốt đô các bạn, thì chúng ta sẽ nói là đô trưởng. Nhưng mà tiết tấu bài này á thì nó có sự cho phép mình sử dụng được cả âm và thứ và trưởng. Các bạn thấy chúng tôi đã ghi ra sẵn về, các bạn coi chúng ta phân tách ha. Tức là tôi đã phân tách ra là đô trưởng ha, pha trưởng son 7, 1 4 5 các bạn, rồi la thứ, rê thứ, mi 7. Mà trong bài này thì mi 7 không có xài, ta dùng mi thứ các bạn. Và các bạn lưu ý nữa, trong đây ta có sử dụng là từ cái chuyển âm từ rê 7 qua sang son 7 để cho nó hay, hoặc là từ mi thứ sang la thứ. Cái này nó gọi là hợp âm dạng chuyển tiếp các bạn, hợp âm chuyển tiếp các bạn lưu ý cái này. Có những cái bài sau này chúng ta sử dụng cái hợp âm này ha. Từ đô chúng ta sẽ chuyển về mi thứ và ta la thứ, rất là hay ha, chuyển tiếp. Các bạn lưu ý cái này, chúng ta ghi cái cả trưởng mà thứ luôn ha. Hợp âm trưởng là đô trưởng, pha trưởng son 7, hợp âm thứ là la thứ, rê thứ, mi 7, nhưng mà ta không sử dụng cái mi 7 này ha. Chúng ta cũng thường lại ta cũng ghi là các bạn ha, đô
đô trưởng á, đô này nó gồm có đô mi son các bạn thấy à, thì trong Phật học cảm mà cũng vậy, pha trưởng thì nó gồm có pha la đô, son bảy thì nó gồm có son si re pha, rê thứ nó gồm có rê pha la ha, la rê thứ, còn la trưởng la thứ thì nó gồm có la đô mi. Cái này là do chúng ta tính kính thực bậc ra ha, các bạn lưu ý cái này nha, lúc nào tôi cũng phân tích cái này. Để ghi qua âm bài này chúng ta thực kiên nhẫn các bạn, tại vì cái bài này á nó rất là dài ha, đòi hỏi chúng ta phải phân tích từ từ ha. Phân tích ví dụ như ta những cái nguyên lý này chúng ta học á, ta áp dụng 4-5 nguyên lý đó ha. Bây giờ chẳng hạn như ta vô bài này ha, ta thấy nè, son mi cái này ha, nó vô vô là chúng ta thấy cái này đô á, vô là chúng ta thấy nó là mi liền ha, nó là đô liền, tại vì nó là âm của đô trưởng ha. Đô ha. Người ta vẫn gọi là đô trưởng tại vì cái mi đó nó nằm trong hợp âm đô trưởng ha. Nó không có thay đổi gì hết. Son mi mi mi.